Đây, giới thiệu các bạn một cây mới. Mới là mới đối với mọi người thôi, cũ đối với mình. Đây là cây sen tàu. Bạn thấy không? Nó là cái cây sen. Đó, mà nó là có cái củ trên thân nó này, này rễ nè. Đó, bạn thấy không? Hàng độc lạ nha. Liên hệ dùng Phi 0918708965. Cây sen tàu là cây con này, chiều cao cây này khoảng vút lá luôn, nó khoảng tầm 40cm đổ lại. Và mình có những cây lớn nha các bạn. Đây cây lớn dưới đất nè, cao khoảng 1m. Các bạn mua liên hệ Hùng Thi. Đó, 1m cây sen tàu. Sen tàu nha các bạn. Lớn này không có nhiều, 2, 4, 6, 8, 10, khoảng chừng 20 cây các bạn. Cây lớn nè, bông rất là đẹp luôn, dễ thương lắm nè, các bạn thấy không? Bông của sen tàu á. Ha, liên hệ Hùng Thi 0918708995. Cây sen tàu, đây là cây con. Liên hệ với Hùng Thi nha. Còn này là cái con nữa nè. Con của con. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cây này đẹp quá. Các bạn hãy liên hệ Hùng Thi ngay.